độ. Quá con quá mạnh luôn rồi. Nó lúc đây thì lên tới 50 mấy độ, bây giờ mình hạ xuống nha, 45 độ. Đúng không? Mình giữ yên trong vòng 5 giây nè. Rồi đúng rồi, gấp trong lòng 45 độ. 45 độ trong vòng 5 giây. 5 4